Uống nước chanh vào buổi sáng cần lưu ý gì? Một số người có thói quen uống nước chanh vào buổi sáng, điều này có thực sự tốt cho sức khỏe hay không? Mọi người đều biết đến lợi ích của việc uống nhiều nước trong ngày. Vào buổi sáng khi thức dậy, cơ thể cần nước nhiều hơn nữa, sau khi ngủ cơ thể bị mất nước, vì vậy một cốc nước mát là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Nhưng liệu uống nước chanh mỗi ngày có mang lại thêm lợi ích sức khỏe nào không? Có nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc uống nước chanh khi bắt đầu ngày mới, người nói tốt, người nói ảnh hưởng đến dạ dày. Thực tế, một cốc nước chanh vào buổi sáng có thể giúp tiêu hóa và tăng cường mức vitamin C, thậm chí có thể giúp bạn có thói quen tốt hơn, tác động lớn đến sức khỏe. Tại sao nên uống nước chanh vào buổi sáng? Uống nước chanh là cách tốt để bổ sung vitamin C và chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nước chanh có hương vị tự nhiên, lượng calo thấp, nhiều vitamin và chất dinh dưỡng. Mặc dù bắt đầu ngày mới bằng nước chanh là một thói quen lành mạnh, nhưng nó không phải là phương pháp chữa bách bệnh. Bạn có thể uống nước chanh bất cứ lúc nào, nhưng nhiều người thích uống vào buổi sáng. Đây là cách tốt để cung cấp nước cho cơ thể ngay khi thức dậy. Thêm vào đó, chanh giúp tăng lượng vitamin C hấp thụ trước khi bạn bắt đầu ngày mới. Lợi ích sức khỏe của nước chanh. Ngoài việc mang lại thói quen buổi sáng đơn giản, uống nước chanh còn có thể hỗ trợ tiêu hóa. Axit giúp phân hủy thức ăn, đó là lý do tại sao có rất nhiều axit trong dạ dày của chúng ta. Axit trong chanh có thể hữu ích trong việc bổ sung mức axit trong dạ dày, vốn có xu hướng giảm khi chúng ta già đi. Giúp cơ thể giữ đủ nước. Nhiều người không uống đủ nước. Thói quen uống nước chanh hàng ngày là cách dễ dàng để bắt đầu ngày mới một cách suôn sẻ. Ngăn ngừa sỏi thận. Tạo thói quen uống nước chanh cũng có thể giúp ích cho thận. Cụ thể, axit citric trong chanh ngăn chặn sự hình thành sỏi thận và thực sự có thể phá vỡ các viên sỏi nhỏ trước khi chúng lớn dần. Thân thiện với việc giảm cân. Chắc chắn bạn có thể nhận được vitamin C từ một cốc nước cam vào buổi sáng, nhưng thay thế bằng nước chanh không đường là một lựa chọn thay thế tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Cung cấp chất chống oxy hóa. Các loại trái cây họ cam, quýt như chanh đặc biệt được biết đến với hàm lượng vitamin C cao. Vitamin này hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể. Tương tự như cách chúng ta uống một tách trà chanh ấm khi bị ốm, một cốc nước chanh hàng ngày có thể giúp bảo vệ cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh. Lưu ý khi uống nước chanh buổi sáng. Mặc dù nước chanh là thức uống buổi sáng được cho là hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy hành trình giảm cân, có lợi cho da và tăng cường khả năng miễn dịch, nhưng uống quá nhiều nước chanh có thể không mang lại những lợi ích như vậy. Trên thực tế, có rất nhiều tác dụng phụ của nước chanh nếu tiêu thụ quá nhiều. Có thể gây mòn men răng hoặc sâu răng. Về nhược điểm của việc liên tục uống nước chanh là ảnh hưởng đến men răng. Điều này là do axit citric có nhiều trong chanh. Vì vậy, nếu muốn an toàn, hãy uống nước chanh bằng ống hút để bảo vệ hàm răng, tránh đánh răng sau khi uống nước chanh và uống nhiều nước cùng với nước chanh. Có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về dạ dày và chứng ợ nóng. Những người tiêu thụ quá nhiều trái cây họ cam, quýt thường bị các vấn đề về đường tiêu hóa, ợ nóng, trào ngược axit, buồn nôn và nôn mửa. Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước chanh thường xuyên nếu có bất kỳ triệu chứng nào. Những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản nên tránh uống quá nhiều nước chanh. Làm cho vết loét miệng trở nên tồi tệ hơn. Loét miệng là những tổn thương nhỏ, đau, không lây nhiễm, phát triển trong miệng. Tốt hơn là nên đợi cho đến khi vết loét miệng lành hẳn trước khi uống nước chanh. Không đánh răng ngay sau khi uống nước chanh. Sau khi uống một cốc nước chanh, đừng đánh răng ngay. Làm như vậy sẽ trà axit vào răng, khiến tổn thương trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy súc miệng bằng nước ấm ngay sau khi uống bất cứ thứ gì có chứa nước chanh. Sau đó, đợi 30 phút để các axit còn lại trung hòa, sau đó đánh răng và dùng chỉ nha khoa rồi súc miệng lần cuối bằng nước. Điều này tuy không ngăn chặn hoàn toàn sự phá hủy của axit, nhưng sẽ giúp giảm thiểu vấn đề.